Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khi các bạn đăng nhập vào tài khoản ứng dụng ngân hàng Techcombank Internet Banking. Các bạn quên mật khẩu, các bạn không đăng nhập được ấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy lại mật khẩu của ngân hàng Techcombank Internet Banking và cách thay đổi mật khẩu ngân hàng Techcombank Internet Banking nhé. Thì trước tiên các bạn phải tải ứng dụng Techcombank về cho mình. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi tải ứng dụng. Rồi trước tiên thì các bạn hãy cài ứng dụng Techcombank Internet Banking về cho mình nhé. Bạn nào chưa cài thì hãy cài cho mình. Khi các bạn cài xong thì các bạn hãy mở ứng dụng lên cho mình nhé. Khi các bạn mở ứng dụng lên thì các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của các bạn ấy. Thì các bạn sẽ không đăng nhập được. Thì các bạn muốn lấy lại mật khẩu thì các bạn hãy xem hết video của mình nhé. Thì trước tiên thì các bạn hãy vào chỗ quên mật khẩu cho mình. Ấn vào chỗ quên mật khẩu cho mình nhé. Khi các bạn ấn vào chỗ quên mật khẩu cho mình thì các bạn sẽ có hai phương thức để lựa chọn để khôi phục lại mật khẩu của các bạn nhé. Phương thức đầu tiên là xác thực bằng thông tin thẻ. Phương thức thứ hai là xác thực bằng khuôn mặt. Thì chúng ta sẽ chọn phương thức đầu tiên nhé. Khi các bạn chọn phương thức đặt tên thì nó sẽ bắt buộc chúng ta điền số chứng minh thư này, rồi số 6 số đầu của thẻ này, 4 số cuối của thẻ này, rồi mã pin rút tiền từ tại ATM của các bạn nhé. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ điền số 6 chứng minh thư của bạn nhé, số chứng minh thư. Các bạn phải điền đúng chính xác. Khi các bạn muốn thay đổi ấy, thì các bạn phải điền số chứng minh thư chính xác này, rồi điền 6 số đầu của thẻ, 6 số đầu in nổi trên thẻ của các bạn ấy, rồi 4 số cuối ấy, rồi mã pin số tiền của các bạn nhé. Các bạn phải điền đúng cái này thì các bạn mới có thể khôi phục được mật khẩu nhé. Thì trước tiên thì các bạn hãy điền số chứng minh thư của bạn vào đây. Ví dụ như mình lấy ví dụ nhé, cái này mình lấy ví dụ thôi nhé. Thì mình sẽ điền là 0405676 này. Đấy. Rồi các bạn điền 6 số đầu của thẻ của các bạn đó. Ví dụ mình điền số thẻ của mình như là mình lấy số 123456 đi. Đó. 1234 nhé. Đây là mình chỉ giả dụ để cho các bạn nhé. Đây là mình giả dụ thôi nhé. Thì các bạn khi các bạn muốn thay đổi thì các bạn phải điền đúng số chứng minh thư này, rồi điền số in nổi trên thẻ ATM của các bạn nhé. Các bạn phải điền đúng 6 số đầu này, rồi 4 số cuối nhé. Rồi các bạn điền đúng mã pin của các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ điền mã pin rút tiền của mình là 123456 đi. 6. Thì khi các bạn điền đúng hết thông tin của các bạn thì các bạn ấn thực hiện cho mình. Rồi, khi các bạn thực hiện xong thì các bạn sẽ nhận được một mã xác thực từ ngân hàng gửi qua số điện thoại của bạn đăng ký nhé. Các bạn điền đúng mã xác thực của các bạn vào đây cho mình. Các bạn điền đúng mã xác thực của mình cho mình nhé. Khi các bạn điền mã xong thì các bạn ấn thực hiện cho mình nhé. Đấy. Khi các bạn ấn thực hiện xong thì các bạn sẽ tạo mật khẩu mới cho mình nhé. Để ý cho mình là mật khẩu của các bạn là không chứa khoảng trắng này, tính Việt này, có dấu này và không trùng với ba mật khẩu gần nhất của các bạn đăng ký nhé. Các bạn thay đổi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điền mật khẩu mới nhé. Khi các bạn điền mật khẩu mới thì các bạn phải lưu ý cho mình là phải tích dấu V này, dấu xanh nhé, cho mình mới được nhé. Rồi các bạn xác nhận lại mật khẩu mới cho mình nhé. Khi các bạn xác nhận xong thì các bạn ấn thực hiện cho mình. Rồi ok, bây giờ là chúng ta đã hoàn toàn là khôi phục lại mật khẩu thành công nhé. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn khôi phục mật khẩu thành công nhé.